quả đá phạt và người đứng chút bóng đang là Cương Trắng. Duyệt Giang rất căng và đã có bàn mở tỷ số. Một pha phối hợp lẽ ra các cầu thủ bên trái phải phát hiện ra điều này. Này thì có vẻ như Bầu Diệm ở xa quá và anh đã không chạy vào để ăn mừng với các đồng đội của mình. Nhẹ của Moon Tiger. Có lẽ ra Moon Tiger có thể làm tốt hơn. Duyệt Giang chính xác. 2-0 dành cho LC Phương Nhổ. Đúng như vậy, lần này thì rõ ràng ông bầu của bóng LC đã lại vượt rào để nhảy và ăn mừng. Phương Nhổ đã ở vào một tư thế quá thuận lợi, không ai theo kèm anh. Và chuyền bóng về phía cột 2 có thể nói là rất đơn giản. Nguy hiểm, Duyệt Giang phản công. Tú Yên đối mặt. Tú Yên chính xác. Tú Yên đã không ăn mừng. Đang tỏ ra tương đối thoải mái. Chúng ta cùng xem lại một tình huống chuyền bóng rất tốt của Duyệt Giang. Văn Duyệt cuốn dậy. Tiếp tục Tuấn Sệ, Văn Duyệt chính xác. 2 assist, 1 bàn thắng. Rõ ràng Văn Duyệt làm quá tốt. Một tình huống mà Văn Duyệt đã nhìn rất rõ đâu Tuấn Bẹo để có thể đưa ra một tiếng chuyền bóng về phía cột 2. Tỷ số là 5-1. Chúng ta cùng nhìn lại pha chuyền bóng này. Văn Duyệt đã đưa ra một đường chuyền như đặt và Tuấn Bẹo ở vào một tình thế đương nhiên rất dễ dàng. Với những sát thủ như Tuấn Bẹo thì không thể bỏ lỡ những pha bóng như vừa rồi. Và đương nhiên Hải Móm cũng không thể làm gì hơn. Đức đã lùi về rất kịp thời. Và nhìn Sơn Đức thi đấu rất tâng. Chính xác và có bàn thắng dành cho LC Văn Duyệt. Một pha dứt điểm bằng chân trái tuyệt vời của Văn Duyệt. Thưa các bạn, pha dứt điểm bằng chân phải rất căng. Và vừa rồi thì bóng đã đi ghim thẳng vào phía góc xa. Thủ môn Văn Việt đã bất lực ở trong pha dứt điểm vừa rồi của Văn Duyệt. Một pha dứt điểm rất tự tin của Văn Duyệt. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm. Bóng đi rất căng và vừa rồi thì đã không có cơ hội dành cho thủ môn bên phía Văn Minh. Một pha bóng vào trung tám. Đường phía góc sân. Tuấn Bẹo. Văn Duyệt. 2-0. 2-0 dành cho LC và lại là Văn Duyệt. Cú đúp dành cho cầu thủ báo số 17 của LC. Tuấn Sẹo rất cố gắng để đưa bóng cho Văn Duyệt. Dứt điểm về phía góc gần vừa rồi đã khiến cho thủ môn Văn Việt không có cơ hội. Rõ ràng những pha xử lý vừa rồi là quá khó. Đều các bạn nhé. Hiện nay tỷ số trận đấu rất hay. Một pha bỏ từ trận đấu mà chúng ta đã vừa theo dõi, trận đấu giữa hai đội bóng top group và cầu thủ Việt Phương Đông. Phương Nhô. Tú Yên không vào. Và cuối cùng là Khả Thở. Cái bóng không tốt của Tú Yến. Văn Duyệt không vào. Văn Duyệt đã có đủ thời gian. Văn Duyệt. Tuấn Sệ không vào.
rất nhanh lùi về phía sân nhà. Một pha chuyền bóng lỗi, có thể nói là như vậy. Rõ ràng là Khả Hưng chủ định chuyền bóng cho Tuấn Bệu, nhưng đã bị lỗi kỹ thuật. Hoàng Tè có thiên hướng bắt bài trong tình huống vừa rồi. Thành Spor dứt điểm không được. Chúng ta thấy Văn Duyệt đã về hỗ trợ phòng ngự tốt như thế nào. Những tình huống phản công liên tiếp của không được. Một khoảng cách tương đối gần của Quảng Còi. Pha xử lý khá bất ngờ. Văn Duyệt là người vừa đưa ra tình huống dứt điểm. Tuấn Bẹo không được. Pha đánh gót vào trong nhưng Lê Văn Duyệt rút ra không vào. Dứt điểm vẫn không vào. Thêm một tình huống dứt điểm nữa của các cầu thủ. Kết thúc hiệp 1 là tỷ số 1-1. Người ghi mở tỷ số cho Gia Việt đó là Nhật Thiện, còn người gỡ hòa đó là Đức Quảng. Rất nguy hiểm, không vào. Chúng ta thấy thủ môn Hưng Xê Lê đã xuất sắc như thế nào, không những vòng đấu trước. Không có lương dị trong danh sách đăng ký. Rất hay. Và tỷ số là 1-0. Không có lương dị nhưng Xuân Dương đang quán xuyến rất tốt tuyến giữa. Quá người. Văn Duyệt. Tuấn Bêu. Tuấn Bêu. Hat-trick cho Tuấn Bêu. Một pha xử lý không được. Và dứt điểm bằng chân không thuận. Như vậy là có bàn thắng cho các cầu thủ LC. Người ghi bàn đó là Khả Hưng. Một cú sút quyết đoán của Khả Hưng sau khi bóng bật ra từ pha dứt điểm rất mạnh của Văn Duyệt. Đây, pha quay chậm đây thôi. Nguyễn Soái vẫn chưa biết cách đứng một cách phù hợp. Văn Duyệt căng ngang. Cách chéo ngược ra rút không được. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ LC. Và người vừa ghi bàn đó là cầu thủ số 17 Văn Duyệt. Pha sút bóng rất bất ngờ của cầu thủ mang áo số 17 bên phía LC. Phút thứ 10, hiệp thi đấu thứ 2 và tỷ số đã là 1-0 dành cho cầu thủ mặc áo xanh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dứt điểm của Văn Duyệt. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.